Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng những giá trị bản thân chúng tôi đã chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường đầu tư Forex này. Trên thị trường giao dịch Forex, tất cả đều phải là những dẫn chứng thực tế bằng chính những giao dịch và lịch sử sâu phun toàn bộ lịch sử của người đứng ra chia sẻ. Xin lỗi nhà đầu tư, làm gì có cái chuyện Á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà chỉ là những thằng dùng TradingView để phân tích về xu hướng nhất định trên thị trường rồi đưa ra chiến lược rồi đưa gửi lên giao dịch. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Giao dịch được thì phải dẫn chứng bằng thực tế, giao dịch được thì phải chứng minh bằng thực tiễn ở trên thị trường để chúng ta kiểm chứng về chính những giá trị đó. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu rõ và nhìn nhận đúng về những giá trị thực tiễn giữa giá trị ở trên sách vở và hoàn toàn khác xa so với cả những gì được đưa vào trong thực tế. Nếu ngoài kia các thầy dạy Forex mà giao dịch được thì bọn chúng đã đánh like thực tế chứ không phải nhận định về xu hướng, đọc lệnh để đưa ra chiến lược ở trên thị trường. Đó là những vấn nạn và những thực tế phũ phàng của cái thị trường để đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Giao dịch được thì dẫn chứng, chứng minh được. Giao dịch không được thì sẽ không có giá trị dẫn chứng, chứng minh và trong thực tế. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi hay là bản thân chính các bạn cần phải nhìn vào trong thực tiễn trên thị trường. Và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ thị trường giao dịch Forex này uy tín dựa vào đâu, là dựa vào những giá trị chúng ta dẫn chứng, chứng minh có cơ sở thực tiễn ở trên thị trường. Thì đấy mới là điều mà chúng ta nhìn được vào, chúng ta đánh giá được. Xin lỗi là nhà đầu tư, làm gì có cái chuyện mà gì nhỉ, uy tín ở trên thị trường dựa vào những lệnh lá trên thị trường, dựa vào những chiến lược lên nhận định như đúng rồi, còn bản thân bọn chúng không giao dịch, không vận dụng, không áp dụng vào trong thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo bịp bợm mà thôi. Tôi giao dịch thực tiễn trên thị trường và chứng minh cho toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex là những người trực tiếp theo dõi, nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ về các giá trị mà bản thân tôi đang chia sẻ trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn để các bạn nhìn nhận, đánh giá và hiểu rõ được các giá trị trên thị trường và mời nhà đầu tư theo dõi. Đấy, em thấy không? Anh kêu anh em sell mà có anh em sell đâu? Giữa thực tế với cả gì nhỉ, là sách vở nó hoàn toàn khác nhau không? Rồi bảo em vừa rồi trong phương pháp của mình điểm đó buy chuẩn chưa? Vừa rồi trên kia biết là sell là sell đâu, đây chỉ cho mày luôn, đúng bài chưa? Bên này đây có phải là đây nó còn xuống không? Vừa hồi chiều trước khi tao đi ngân hàng tao có nói không? Đó, đúng bài chưa? Đúng bài bắt chưa? Đó, có đúng phương pháp đỉnh đáy chưa? Đó, tại sao mà đánh được và tại sao mà có những kẻ không đánh được? Em ngồi đây em hiểu rõ vấn đề này. Rồi nha, đây còn đây, nhưng một lát nữa sẽ khác. Trên lại đừng nói gì hết. Đây, mày thấy tào lao chưa? Vào nha, ví dụ như thằng này. À, đây. Thấy không? Có đánh được mẹ đâu mà đòi nói tao. Xem nào. Ghẻ lở hắc lào. Cái này à, nó thích ngu cho nó ngu, hiểu không? Đó. Cần thì phải ấy. Tao là gì nhỉ? Tao yếu tiếp. Còn đây là gì nhỉ? Cái này là đảm bảo mấy IP của sàn nên tao đéo thích. Mày biết là tao không thích bọn IP mà. Tao không có ngồi chung mâm cả bọn IP. Tao có làm IP đâu. Chào bạn Sơn Nguyễn. Chào bạn Khương Duy nha. Các mày thấy đây, tao làm ra để cho tao
lưu lại kỷ niệm cho anh học viên, chúng ta cần đéo với ai cũng quan tâm. Rồi, thôi chào anh em, chúc anh em giao dịch thành công. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ cho các bạn trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào. Chào anh em nhé.